Các em ơi, cô biết phía trước các em đang là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cực kỳ vất vả và gian nan. Đó sẽ là một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời. Nhưng cô muốn nhắn nhủ với các em rằng các em hãy thật bình tĩnh, tự tin và cố gắng hết mình để đạt được kết quả cao nhất. Và cô hy vọng các em sẽ lựa chọn được một ngôi trường phù hợp với sở thích và năng lực của các em. Hãy cố gắng hết mình vì cuộc thi này quyết định rất lớn đến tương lai của các em. Hãy nhớ rằng không gì trên cuộc đời này là không thể. Nếu các em quyết tâm, nếu các em kiên trì, nếu các em làm chủ bản thân thì không bao giờ có thất bại. Và cô chắc chắn rằng những khó khăn trong cuộc sống sẽ mang lại cho các em những thách thức. Nhưng cách mà các em đón nhận và vượt qua nó mới là điều quan trọng. Hãy không ngừng học hỏi để trở nên thông minh hơn các em nhé. Cô tin không có thành công nào mà không phải trả giá. Các em muốn đi, các em muốn chạy thì các em phải vấp ngã. Các em muốn bơi, các em muốn lặn thì phải uống nước. Giống như một cây tre phải mất hàng chục năm chuẩn bị trong lòng đất để rồi vươn mình đứng lên. Và các em cũng vậy, các em đã có 12 năm học vừa qua để chuẩn bị cho thời khắc này. Các em hãy cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức, tích lũy kỹ năng. Hãy đứng lên là bừng sáng chính tương lai của các em. Hãy đứng lên là bừng sáng đất nước này. Hãy chứng tỏ cho thế giới này biết các em là ai và góp phần rạng rỡ non sông đất nước. Đó là tất cả tình cảm và sự kỳ vọng của cô muốn gửi đến các em. Hẹn gặp lại các em tại Đại học Mỏ Địa chất trong thời gian tới. Xin chào và chúc các em luôn luôn thành công!